Nói chung là sản phẩm của mình xài là nói về cái người mà sử dụng mà xịt á thì nó đỡ hại sức khỏe trước nhất, nhưng mà sâu bọ thì nó chết sạch. Án thư đúng lá này hiệu quả rất là tốt này. Hai loại này là trộn với nhau được, một đằng là nấm và một đằng là chích hút. Hai cái dòng này là tuyệt vời. Từ ngày biết đến giờ dùng cái gói này là nấm coi là nấm trái năm rồi không bị luôn. Một công đôi việc, khi mà các bác diệt cả côn trùng các bác có thể pha chung với diệt nấm, đặc trị tất cả nấm bệnh như là nứt thân, xì mủ, xương mai vàng lá này. Bộ đôi này các bác pha chung sử dụng trên mọi loại cây trồng các bác nhá, từ cây ăn trái này, hoa màu, cây cảnh, lúa cũng phun được nhá, lúa cũng phun được các bác cứ yên tâm này. Tất cả các loại cây ăn trái, hoa màu, cây cảnh thì dòng BQ và BQ diệt nấm diệt côn trùng của Kinh Bắc đều sử dụng cực kỳ hiệu quả luôn. Nhà bác nào mà cứ bị nấm này, bị côn trùng các bác pha cho em sẽ cho các bác tỷ lệ là một chai BQ 1 lít pha với 1.000 đến 1.200 lít nước, sau đó các bác cộng cho em thêm 5 gói BQ ạ. Đây là công thức trong 1 hectare nha các bác nhá. Khi mà các bác pha hai loại đến với nhau rồi, bám dính và kháng nhờn tới từ công nghệ Đức này. Đấy, lưu dưỡng hai chiều từ Ấn Độ, pha xong chỉ là xách bình lên phun, 3 tháng sau không lo nấm bệnh, không lo côn trùng, tiêu tiết kiệm công phun. Công ty Kinh Bắc đang có chương trình tuyển đại lý trên toàn quốc. Các bác nào đang là cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật thì hãy liên hệ hotline trên màn hình để công ty sẽ tư vấn các chính sách dành riêng cho đại lý.